Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Như anh em đã biết thì game mới cập nhật trong phiên mới đó là phiên bản 2.6.0 và mùa mới của chúng ta thì cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái độ nhạy mà phiên mới mình đang sử dụng nhá. Trước hết thì mình sẽ test qua cho anh em xem. Anh em nào có nhu cầu mua nạc sẽ ghé qua shop của mình nhá. Link shop thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Anh em cứ bấm vào chữ xem thêm và cái đường link mình để phần đầu tiên này. Anh em sẽ click vào và nó sẽ ra. Trên này thì có đủ loại áp cho anh em lựa chọn, đảm bảo giá tốt nhất thị trường nhé anh em. Thì thông thường thì mình sẽ bắn M4 và nếu mà đạn 7 thì anh em sẽ dùng AK hoặc là Groza. Groza thì mình hay sử dụng, nếu mà trong trường hợp mà có Groza là mình sẽ ưu tiên sử dụng Groza. Đây, mình sẽ test lên trên, mình sẽ test đó là X4 và X6 luôn nhá. Nhưng mấy cái X khác thì nó đơn giản rồi, chắc là anh em không cần phải test thử đâu. Ok, thì đầu tiên X4 nhá, mình sẽ sấy lên trên này đi. Xem là cái độ nhạy mà mình sử dụng thì nó có mượt hay không nhá. Đây, mình bắn thì mình hay nghiêng người, không biết là anh em như nào nhưng mà nghiêng người sẽ giúp mình, cảm giác là giúp mình đỡ giật hơn. Rồi ok. Đấy. Cũng khá là mượt nhá anh em, gần như là nó không lệch đi đâu nhiều. Đây. Anh em thấy chưa? Đây là sẽ X4 nhá, X4 đấy. Gần như là nó không lệch ra cái tầm giữa giữa luôn. Rồi, X6 thì sao? Đa phần nếu mà anh em muốn sấy tốt đấy thì cái quan trọng nhất là anh em phải ngồi xuống để sấy nhá. Tầm ví dụ như là tầm phản xạ, tầm gần thì đứng sấy luôn thì không nói. Nhưng mà để mà sấy tầm khoảng 300-400m đổ lên thì chắc chắn 100% thì anh em sẽ phải ngồi xuống nhá. Đứng thì gần như là anh em không nên, bởi vì là nó rất là giật. Đây, ưu tiên là chắc chắn anh em sẽ phải ngồi xuống nhá. Đây, đây cái tay của mình nó bị mồ hôi đấy. Bấm một cái scope nó không bật được lên luôn. Đây nhá. Ok, từ từ đã. Mình lau lại cái màn hình của mình đã. Được rồi. Rồi, X6 đây, cái scope nó kiểu mồ hôi nó ra, không biết anh em còn nào có bị giống mình không. Để thấy nhá. Gần như là trúng hết cả băng luôn nhá anh em, thấy không? Đấy, đấy là X4 và X6. Còn đây Groza thì thường kể cả như là sấy tầm tầm gọi là chung chung thì mình cũng đều lắp X6. Mình ai ơi sở thích giống mình không? Mình sấy thử hẳn Groza lên trên đấy đi xem nào. Anh em thấy không? Cái tầm của nó cũng không lệch đi nhiều nhá, bởi vì là mình sấy đến bao nhiêu thì nó lệch đi một tí xong nó lại hồi về chỗ cũ rồi. Anh em nhìn này. Đấy, để mà sấy Groza mà tầm này thì chỉ cần trúng đến khoảng 5 viên là địch nằm rồi, đâu nữa cần gì phải sấy cả băng đâu. Đấy, độ nhạy theo như mình đánh giá thì hình như là cái phiên bản cập nhật này độ nhạy được giảm bớt hay sao ấy. Mình cảm giác sấy nó mượt hơn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ sâu chi tiết cái độ nhạy mà mình đang sử dụng nhá. Mình thì là sử dụng Giro nhá anh em, chủ yếu là Giro nên là cái độ nhạy của cái ngoài bên này thì không tính rồi, gần như là không tính. Đấy, mình chỉ lướt qua cho anh em xem thôi. Rồi cảm biến con quay này thì không góc nhìn thứ ba và góc nhìn thứ nhất mà không bật ống ngắm thì mình vẫn để thế 200. Dead on Hollow thì mình vẫn để 400. Còn X3 thì mình đã giảm xuống một chút rồi, là mình để 320 và X4 là 340. Mình có bật độ nhạy riêng lên nhá mà mình vẫn để thế. Đây là cái độ nhạy chung nhá, mình chỉ để luôn bật chứ không phải là mình để vào ống ngắm, mình để luôn bật nhá anh em. Còn đây là cái độ nhạy nâng cao của từng cây súng này. Ở đây mình mới thêm có vài cây thôi thì mình tiện thì mình làm cái clip hướng dẫn cho anh em xem luôn đấy. Thì đây, M4 thì mình có chỉnh đi một tí nhá anh em. Cái đây là phần độ nhạy camera thôi, không tính tiền. Còn cái ở bên dưới là cái cảm biến con quay đây này. Đấy. M4 thì mình vẫn để gần như vậy. Đấy, mình sẽ kéo chậm chậm để cho anh em tham khảo nhá.
Đây, bên dưới độ nhạy riêng thì mình đã chỉnh về một tí này. X3 thì mình để xuống 290 và X4 mình tăng lên là 370. Đấy. Mình vẫn sẽ chia làm hai dòng súng, đó là M4 đạn 5 và đạn 7. Đây, M4 và AK đây. Anh em có thể tham khảo nhé. Đây. Độ nhạy riêng đây thì mình X3 mình tăng lên 360 và X4 thì mình cũng để như vậy. Bởi vì là dòng súng đạn 7 hầu như là anh em không sử dụng X4 bao giờ, nên là cái X4 thì có thể chỉnh tùy ý anh em. Còn những cái dòng súng này thì anh em chỉ việc chỉnh hai loại và anh em thêm thôi. Ví dụ như mình thêm cây AUG thì mình sẽ bấm sao chép luôn là cây M4 này. Đấy. Cứ thế này mà đơm thôi anh em. Cái BZ này, cái BZ thì hầu như bây giờ chẳng bắn luôn. Đấy, còn cái này thì là sang cây AK đấy, đơn giản vậy thôi. Độ nhạy thì mình cũng chia sẻ cho anh em như vậy. Anh em nào mà bắn mà thấy độ nhạy của mình chưa hợp thì có thể tham khảo. Biết đâu thì hợp thì anh em sẽ sử dụng. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian coi hết clip nhá. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nhá. Chúc anh em xem clip vui vẻ.